Và thưa quý vị, cùng với nhiều địa phương khác, quận Sơn Trà đang khẩn trương tiếp tục thực hiện công tác ứng phó với bão số 13, bão Vamco, nhất là với các phường ven biển, ghi nhận tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà trong sáng nay. Ủy ban nhân dân phường Nại Hiên Đông thông báo lần nữa, yêu cầu tất cả bà con còn ở trên thuyền khẩn cấp vào bờ. Nếu không thực hiện, chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế và... Đúng 9 giờ sáng nay, các lực lượng phường gồm quân sự, công an, dân quân và cán bộ quy tắc đô thị đã có mặt tại Cồn Ma, khu vực nằm trên địa bàn phường để tiếp tục vận động ngư dân rời khỏi tàu thuyền lên bờ trú bão. Nhiều ngư dân ở các tỉnh lân cận như Huế đã neo đậu ở đây từ sớm, đang nhanh chóng gia cố, chặn chống tàu thuyền. Vận động địa phương, em qua đây là 3 ngày rồi, ghé đầu an toàn rồi, chứ em lên bờ. Công tác ứng phó với bão số 13 đã được phường triển khai từ ngày hôm qua. Có khoảng 200 hộ lồng bè và tàu thuyền đến từ các tỉnh lân cận đã neo đậu an toàn vào các khu vực tại Vịnh Bân Quang và Cồn Ma. Đồng thời hầu hết người dân cũng tuân thủ việc sơ tán lên bờ trú bão. Theo đó, phường đã bố trí khu vực sơ tán tập trung ở trường trung học cơ sở Phạm Ngọc Thạch và chuẩn bị lương thực thực phẩm cho người dân an tâm trú bão. Hiện tàu thuyền ở các tỉnh lân cận trú bão vào địa phương rất nhiều, nên lực lượng chức năng cũng gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí, đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền tránh trú bão. Đặc biệt như là Huế, Quảng Trị vào đây để tránh trú bão, thì địa phương gặp khó khăn việc quản lý lưu trú cũng như là việc neo đậu không đúng nơi quy định như không an toàn. Và rất là khó khăn trong việc mà sơ tán đến cái vị trí an toàn. Do vậy cũng địa phương kiến nghị đề xuất cấp trên có nghiên cứu để chỉ đạo khắc phục những cái vấn đề đó. Là khu vực xung yếu có nhiều phường ven biển, ngay khi có công điện của thành phố về ứng phó với bão số 13, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà đã triển khai kế hoạch phòng tránh bão đến tất cả các phường, đặc biệt lưu ý đến các tàu thuyền đang neo đậu trên địa bàn. Tính đến 7 giờ ngày 14 tháng 11, có 1.038 tàu thuyền đang neo đậu an toàn tại âu thuyền Thọ Quang. Thứ nhất là cái phía cuối tuyến đường Mẫu Nguyên Giáp Hoàng Sa, hiện nay tất cả thuyền thúng ghe máy thì đã được đưa lên bờ. Thứ hai nữa, ngay cái địa điểm mình đứng đây là một trong những cái nơi bà con nuôi lồng bè cá nghèo các loại, thì cũng đã chỉ đạo cho biên phòng và ủy ban nhân phường Nại Đông Thọ Quang là cương quyết là bà con là neo đậu giữ gìn cái lồng bè. Thứ hai nữa là cương quyết không để người ở trên lồng bè. Hiện nay thì ngay tại địa bàn đây thì lực lượng của biên phòng rồi các lực lượng của Nại Đông cũng đang quyết liệt triển khai. Công tác ứng phó với bão số 13 đang được các địa phương thực hiện khẩn trương để nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho bà con.